Đó không anh? Đây là nhà thờ cũ của nhà tù của Quách ngày xưa. Ủa giờ mình nó còn đâu còn thờ hả anh ạ? À đúng rồi. Có thấy luôn rồi, đâu có thấy đâu. Đãi mà đòn mình không thèm ăn đủ thì ăn có mấy người. Đúng, sợ tôi không, tôi được sợ đâu dám ăn. Sợ dám ăn. Đói à. Ăn muốn chết luôn á. À, Dương với Tiến với anh Ninh lại ngủ đi. Dạ. Đi làm về chai đi rồi cái đi. Đi về đi ăn rồi không cái đi ăn bún quậy gì đó. Ủa, anh qua mà ăn bún quậy nữa hả? Đó. Cầu 6, đây là cầu 6. Đường 7 sao nè. Bên phải là đường 7 sao. Bên phải là đường xuống 7 sao. Là có 7 sao này. Sao bây giờ còn đẹp giống ngày xưa vậy? Cầu 6 là có từ bị sọt đồ. Nhà tù Quốc Quốc mà chạy lên Dương Đông á thì sẽ gặp cầu 6 đầu tiên. Tắm lội lại chỗ gần gần trên cầu á, đó là tắm nhiều. Chỗ đó cát thấy cũng trắng anh, cũng đỡ. Nó không thấy dơ. Cho mình vô không anh? Đồn biên phòng đó. Đồn biên phòng. Nó trong cái khu đó. Đẹp lắm nha. Có một cái dịnh ví dụ á, thì mình đi mình bắt coi con gì đó, con chồng quạp, con ốc thì cũng bự bự á. Tỷ phú không trời. Bà má ở đây lâu rồi. Cố cầu. Nhà chị Loan hả? À, không. Rộng thênh thang luôn, thịnh quá gì rộng. Nhập thấp đó là đáng. Ủa, của bên công ty tư vấn quá ha anh. Đây đây hai anh. Dạ. Khu dân cư thu nhập thấp mà nhà thấy dữ dữ không anh trời. Đó, cán liền kề nhá. Dạ, tưởng đâu mấy cái resort không á. Dạ. Dốc suối cao. Nó cao ghê luôn á. Dạ cái nó làm quán hồi đó cái tàu xuống đục đá, đục cầu ba hay là ba đục lắm. Ba nó bán cái gì. Dạ. Để quay lại đây là dốc suối cao. Ồ ở dưới còn cái cầu nào nữa không anh ha? Năm ba năm nữa cây rồi nó teo cái dây tán cái này nó đẹp. Bán mấy cái thức uống giống của Sophie quá tính.
ở đây luôn á. Cháu đây có tép bây giờ đó. Băm, dạ dạ, băm trưởng phòng cho anh đây thích lắm. Mua đây thì nhà luôn đó. Có bán, nãy có vợ bữa bán không? Vậy đó hả? Bán cũng được. Dốc đó là cái dốc gì á, cầu gì á? Cầu kìa, cầu này là suối Chanh nè. Suối Chanh vô không? Hả? Vô không? Chị, suối Chanh kìa, chị có vô không? Mưa này đâu có lại. Mưa này đâu có vô được lắm gì. Suối Chanh thì phải đi xuống trên. Đi xuống trên mới đẹp. Đi về dạy anh nha. Mỗi lần em leo lên xuống ở dưới mà có cái ba cái thác nó đổ xuống á, leo lên trời ơi, ai cũng leo leo cho đã, cuối cùng cũng leo vậy cũng chết. Mà cầm nhận lên lên đó nước mát rồi cái trời đã. Không, mà bữa nay hình dung hơn rồi. Có nghĩa là đi á thì ăn chú Chanh trước rồi chạy tiếp theo á thì tới chùa Hồ Quốc, rồi chạy tiếp theo rồi tới ăn thới. Mày mất nhớ được rồi chạy xuống. Còn không thì em hỏi chỗ. Hôm qua mấy đứa này là còn quan sơ ai mà giờ nó về tắm rồi đó, thấy được trình rồi chứ không có ai bán gì á. Bây giờ bán quay dính mặt anh đâu đừng lo, đây xong nghiêm trọng. Giờ mưa lớn thế thế này không? Dốc này là cái dốc sương mù hồi xưa. Dốc này dốc sương mù hả?
Ủa là nó che khuất tầm nhìn lắm hả? À? Che khuất tầm nhìn lắm hả anh hay sao? Đây một cái tên đó. Dốc sương mù. Dốc